Tên em là Trần Thanh Hiếu, thì em sinh năm 1997. Cơ quan hiện cơ quan của em ở Nam Định, thì nơi em đang hiện tại là công ty CY Việt Nam. ICT Hà Nội chính là cầu nối giúp em làm việc tại CY Việt Nam. Em là người chưa biết gì, em khá là bỡ ngỡ và kiểu khó tiếp xúc với kiến thức mới. Nhưng mà em được các thầy cô rất là nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo từng tí một. Em cảm thấy giáo trình bên ICT mình rất là bài bản và dễ hiểu. Sau khi học xong thì bọn em có làm một project thực tế là viết thương mại điện tử. Sau đấy thì bọn em đã đi làm luôn. Thì những ngày đầu em đi làm thì em cũng gặp khá nhiều khó khăn ấy. Nhưng mà khi mà em hỏi các thầy cô bên ICT mình thì các thầy cô vẫn nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ em. Thời gian này bọn em học ở ICT thì bọn em được các thầy cho tham gia vào dự án thực tế và được cho đi thăm các doanh nghiệp. ICT Hà Nội thì em đã đi làm được 6 tháng rồi. Em luôn cố gắng để hoàn thành các bài tập của thầy cô ra về. Sau đó thì em ôn lại kiến thức đã được học và em lên trên trang của ICT để em tìm hiểu thêm các kiến thức và từ thực hành ở trên trang của ICT. Em cũng tìm hiểu rất nhiều trung tâm ấy, nhưng mà em lựa chọn ICT là vì em được rất nhiều người bạn của em giới thiệu về ICT rất là tốt và các bạn đều đã thành công sau khi mà học xong ở bên ICT mình.